Tử vi cung bảo mình tháng 6 năm 2020. Tử vi 12 cung hoàng đạo nói rằng chuyện tình cảm của Bảo Bình khá êm đẹp. Những người độc thân thì sẽ có thêm những bước tiến mới trong mối quan hệ nhờ vào sự lãng mạn và tài ăn nói khéo léo của mình. Với những người đã có đôi có cặp thì nên chú ý quan tâm tới tâm tư tình cảm của nửa kia nhé. Tình hình tài chính trong tháng này không được khấm khá cho lắm. Nguyên nhân chính là do những sự việc bất ngờ xảy ra trong công việc. Tuy nhiên thì đến cuối tháng mọi việc sẽ ổn định. Vì thế nên dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì bạn cũng cần giữ vững tinh thần để đương đầu với những rắc rối này nhé. Những thay đổi lớn trong công việc đòi hỏi trong sao này phải chủ động bắt tay vào giải quyết. Bạn nên tập trung vào các công việc quan trọng hơn là những dự án đã gần deadline. Ngoài ra thì bạn cũng cần chú ý đến những kẻ có ý đồ xấu muốn tiếp cận mình. Tốt nhất là không nên dễ dàng tin tưởng ai đó. Về tình hình sức khỏe của bạn trong tháng này thì vô cùng tốt và không có gì đáng lo ngại cả. Bạn chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, cố gắng giữ tinh thần lạc quan và tích cực. Có như vậy mới có thể đảm bảo thể trạng khỏe mạnh để bạn tham gia vào các hoạt động trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại cho chúng tôi một like, một đăng ký để có thể xem video mới nhất mỗi ngày.